danh hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện app tải ngay app danh. Chào mừng các em đã đến với bài học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thơ Đường Luật với phần kiến thức ngữ văn. Như chúng ta đã biết, nhà Đường là một triều đại đầy biến động, song cũng mang đến nhiều thành tựu văn hóa. Trong đó đáng kể nhất là sự ra đời của thơ Đường Luật. Thời đại mà các thi nhân cùng thi phẩm như Trăm Hoa Đua Nở ấy đã để lại khối di sản văn học quý giá và phong phú cho nền văn hóa nhân loại. Nếu như Lý Bạch là thi tiên, người đứng đầu cảm hứng lãng mạn trong thơ Đường, thì Đỗ Phủ lại là người đứng đầu dòng hiện thực. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc bài thơ Cảm xúc mùa thu, thu hứng của Đỗ Phủ, Đỗ Thiếu Lăng trên cơ sở đặc trưng thơ Đường Luật để thấy được vì sao ông lại được tôn là thi thánh. Và đầu tiên, trước khi vào bài học, chúng ta hãy cùng tìm hiểu kiến thức ngữ văn, những kiến thức cơ bản nhất, đặc trưng nhất về thơ Đường Luật. Vậy thì thơ Đường Luật là gì? Đây là loại thơ phổ biến trong văn học các nước khu vực văn hóa Đông Á, thời Trung Đại. Một số yếu tố trong thơ Đường Luật có thể kể đến như hình ảnh có tính ước lệ, tượng trưng cao, chứa đựng tâm sự, cảm xúc của tác giả về thiên nhiên, thời cuộc và con người. Vần thường chỉ gieo một vần và là vần bằng ở cuối các câu 1, 2, 4 với thơ tứ tuyệt hay còn gọi là tuyệt cú. Câu 1, 2, 4, 6, 8 với thơ bát cú. Về đối khá đa dạng, được chú trọng về vị trí đối trong thơ bát cú, đối thường ở hai câu thực và hai câu luận. Các chữ đối nhau phải cùng từ loại như cùng danh từ hay cùng động từ. Về các kiểu đối thì đối giữa hai vế trong một câu, đối giữa câu trên và câu dưới, đối giữa hai câu thực và hai câu luận. Các dạng đối ý như đối tương đồng và đối tương phản. Đây là những luật thơ cơ bản nhất, song các nhà thơ tài năng trong quá trình sáng tạo ít phụ thuộc hoàn toàn vào các quy phạm về thể thơ này. Nói về thơ nôm Đường Luật thì trên cơ sở của thơ Đường Luật và thơ ca dân tộc thì cha ông ta đã sáng tạo ra thơ Đường Luật viết bằng chữ nôm, tức là chữ của người Việt sáng tạo dựa trên chữ Hán để ghi âm và biểu đạt nghĩa tiếng Việt. Thơ nôm Đường Luật vẫn mang tính quy phạm của thể thơ Đường Luật về niêm, luật, vần, đối, nhưng cũng đã có những thay đổi về nhịp điệu câu thơ, tận dụng các phép đối, sử dụng nhiều từ ngữ và hình ảnh từ đời sống mang bản sắc dân tộc. Ở nước ta, thông thường một bài thơ theo thể luật thi 8 câu được chia làm 4 phần đề, thực, luận, kết, nhưng trên thực tế nhiều bài luật thi thời Đường có thể chia làm hai phần chính. Nhà phê bình văn học thời Thanh là Kim Thánh Thán khi phê bình thơ luật thời Đường đều chia làm hai phần. Ông gọi là tiền giải và hậu giải, 4 câu thiên về tả cảnh mà trong cảnh thì lại ẩn chứa tình, 4 câu sau thể hiện kích tình trên nền phong cảnh vừa tạo dựng. Đỗ Phủ là một trong những nhà thơ trung đại vĩ đại nhất của nền văn học Trung Quốc. Những sáng tác của ông có nội dung rất phong phú và sâu sắc. Đó là những bức tranh hiện thực sinh động và chân xác đến mức được gọi là thi sử. Đó cũng là niềm đồng cảm với nhân dân trong khổ nạn, chứa chan tình yêu nước và tinh thần nhân đạo. Với nhân cách cao thượng, tài năng nghệ thuật trác Việt, ông được người Trung Hoa gọi là thi thánh. Bàn về bài Cảm xúc mùa thu hay còn gọi là Thu hứng bài 1, nhà nghiên cứu thơ Đường nổi tiếng Trung Quốc Vương Tự Thích nhận định bài thơ này đã bao quát của 7 bài sau mà nỗi lòng quê cũ là chỗ vẽ rồng chấm mắt. Về chủ thể trong thơ chữ tình thì chúng ta cần phải thấy rằng chủ thể ở đây là chủ thể phát ngôn, thường là tác giả hoặc là người đại diện cho quan niệm thẩm mỹ về tư tưởng thời đại về một vấn đề nào đó trong cuộc sống.
Đây là con người cảm xúc, suy tư trong tác phẩm nhưng không nên đồng nhất đơn giản giữa chủ thể trữ tình và tác giả. Trong thơ trữ tình, chủ thể trữ tình xuất hiện qua các đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất số ít hoặc số nhiều như tôi, anh, em, chúng ta, chúng tôi. Cũng có khi chủ thể trữ tình phát ngôn dưới hình thức chủ ngữ ẩn, không có ngôi. Trong thơ trung đại, chủ thể trữ tình thường ẩn đi, nhân danh cái chung, đại diện cho một bộ phận xã hội. Để hiểu được thơ đường luật như thế nào thì chúng ta cần phải biết cách để đọc thơ đường luật. Lưu ý khi đọc thơ đường luật, chúng ta cần chú ý về đặc điểm thể loại, văn tự, đề tài, chủ đề, không gian, thời gian và mối liên hệ giữa các câu trong bài thơ. Chú trọng vào việc nhận biết và phân tích được giá trị thẩm mỹ của một số yếu tố như hình ảnh, vần, chủ thể trữ tình, ngôn ngữ, sự phá cách của thơ nôm đường luật so với thơ chữ Hán. Nếu là thơ chữ Hán, phải có sự đối chiếu hai bản dịch thơ và nguyên văn thông qua bản dịch nghĩa. Như vậy, trên đây là toàn bộ kiến thức ngữ văn về thơ đường luật. Hy vọng rằng với những kiến thức cơ bản này sẽ giúp các em có thêm những kỹ năng để đọc hiểu văn bản Cảm xúc mùa thu của tác giả Đỗ Phủ. Cảm ơn các em đã theo dõi bài học ngày hôm nay và hẹn gặp lại các em trong những bài học lần sau. Khóa học Việt Sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.